Rồi bonsan Kim Sơn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị hai thân chung cốt luôn nha. Mình nghĩ nó là chung cốt á. Wow, rất là chắc. Hai thân song thụ luôn. Chi tàn rất là già. Cây này nó giống như thiên nhiên thu nhỏ vậy cả nhà. Cây này có mã số là 824. Tổng hoành là 60. Thân bên này là 34, là thân bên này là 30. Cây cao là 42, bầu đất là 43. Cây này mình xin giao lưu là 1.400k bao ship luôn nha. 1.400k bao ship. Cây rất là già đẹp luôn nha. Cây này về mình lên cái chậu đẹp nữa là ok thôi, tại vì nó có chi tàn già sẵn rồi, đang bung lọc rất là đẹp luôn. Về mình đón năm mới luôn nha. Song thụ luôn, 1.400k bao ship. Rồi vừa xin qua cái này luôn nha.